Triệu hồi Mazda 3 tại Việt Nam do lỗi hệ thống phanh tự động. Tổng cộng có 640 xe Mazda 3 đời năm 2019 đến năm 2020 bán tại Việt Nam do Thaco Trường Hải phân phối sẽ bị triệu hồi để cập nhật phần mềm hệ thống phanh chủ động của xe. Cục đăng kiểm Việt Nam vừa phê duyệt chương trình triệu hồi của Mazda Việt Nam đối với 640 mẫu xe Mazda 3 mới có thời gian sản xuất từ ngày 14 tháng 10 năm 2019 đến ngày 20 tháng 2 năm 2020 để cập nhật phần mềm hệ thống phanh chủ động của xe. Thời gian bắt đầu triệu hồi diễn ra từ ngày 21 tháng 2 năm 2020 đến ngày 21 tháng 7 năm 2020. Mỗi xe sẽ mất khoảng 10 phút để kiểm tra và cập nhật lại phần mềm. Theo thông báo từ tập đoàn Mazda, trên các xe thuộc diện ảnh hưởng do phần mềm điều khiển hệ thống hỗ trợ phanh SBS lập trình chưa phù hợp nên trong một số điều kiện nhất định, phương tiện nhận biết chưa đúng chướng ngại vật phía trước khi đang di chuyển trên đường và tự động kích hoạt hệ thống hỗ trợ phanh SBS, điều này có thể gây nguy cơ va chạm với các phương tiện xung quanh. Cục đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo: "Phải vì quyền lợi và để đảm bảo an toàn hơn cho chính mình cũng như người đi cùng. Khách hàng đang sử dụng xe thuộc diện bị ảnh hưởng cần nhanh chóng mang xe tới đại lý ủy nhiệm của công ty để được cập nhật phần mềm bộ điều khiển hệ thống hỗ trợ phanh SBS. Trước đó, trung tuần tháng 2 năm 2020 có một số khách hàng trong nước đang sử dụng hai mẫu xe Mazda 3 và Onep Mazda 3 Sport tại Việt Nam đã phản ánh về hiện tượng lỗi ở hệ thống phanh tự động. Thời điểm đó, Mazda Việt Nam cho biết hiện tượng này chỉ xảy ra với phiên bản Premium của hai mẫu xe trên do hệ thống SBS chỉ được trang bị cho phiên bản này. Đồng thời, phía Mazda Việt Nam khẳng định hiện tượng phanh khẩn cấp chỉ xuất hiện cục bộ trên phiên bản Premium của mẫu xe Onep Mazda 3 và Onep Mazda 3 Sport không xảy ra đối với các phiên bản khác. Tại thị trường Việt Nam, Mazda 3 là mẫu xe hạng C ăn khách nhất hiện nay và là mẫu xe thường xuyên lọt vào danh sách 10 mẫu xe có doanh số cao nhất trong từng tháng và năm. Kết thúc năm 2019, Mazda 3 tiếp tục đứng đầu phân khúc xe hạng C năm 2019 với 13.761 xe bán ra. Riêng tháng 12 là 1.308 xe. Để khẳng định vị thế trong phân khúc, nhà phân phối chính thức của thương hiệu Mazda đã giới thiệu ra thị trường bộ đôi Mazda 3 và Mazda 3 Sport mới với nhiều trang bị tiện ích công nghệ hiện đại. Giá bán của Mazda 3 Sport mới dao động từ 759 đến 939 triệu đồng. Còn mẫu Mazda 3 Sedan có giá bán từ 719 đến 919 triệu đồng. Hãy viết đôi điều về video này dưới phần bình luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại